Rồi, vâng, em chào cô bác anh chị nha. Hôm nay tiếp tục thì em xin giới thiệu đến cô bác anh chị lô đất của mình là thuộc xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, với chiều dài của mặt đường bê tông, khu đông dân cư nha. Đường này là đường đi liên thông. Đó, cái hướng này là chạy ra tới đường nhựa thì nó rơi vào tầm khoảng 600m nha các bác. Ra tới đường nhựa đi Đắk Lắk á, ra tới là được ra tới là tầm 600m, khu vực đông dân cư. Đường điện dây wifi là chạy dọc đường này. Đó, cái đất của mình là có chiều ngang là 7m nha, từ giáp với bên này chạy qua bên này, cái ôm cả cái căn nhà màu xanh này nha, cái nhà này của người khác này. Đó, toàn bộ chạy sâu xuống dưới. Đó, đất này là mình có 200m thổ cư nha. Đây mình có cái căn nhà này đây. Đây, trước đất. Ở đây là khu vực đông dân cư. Chỗ này thì người Kinh và làng dân tộc thì ở chung. Thì các bác có thể mua lô này về làm đại lý hay buôn bán gì thì rất là phù hợp. Nhờ được cái khu vực đông dân cư này mà mình có thể buôn bán nha các bác. Rất là đông luôn, rất là tiện lợi. Đó, thì đất mình là có ôm cái nhà này đây, ngang 7m từ bên kia qua tới bên này. Nhà này của người khác nha, trước nó chung một thửa nhưng đã tách ra rồi. Thì đất của mình là có 200m thổ cư, phía sau có căn nhà gỗ đây. Đó. Đây, bên này thì đã rào hết rồi này, phía sau có cây xanh rồi, cây ổi này. Tôi như em có bay flycam ra rồi thì đất của mình có nở hậu ra nha. Đất của mình là có cà phê này, cà phê phía sau. Đây, bắt đầu từ xuống đây, chỗ này là nó lại nở ra qua tới tới bên này luôn. Đó, nó nở ra phía bên này. Qua mãi bên này. Đó, nó ôm chạy thẳng xuống dưới kia tới cái bụi tre kia luôn kìa các bác. Đấy, nở hậu. Tới cái bụi tre đó. Đất ở đây thì rất là bằng. Đó, rất là thích hợp cho các bác nào xây nhà, mở đại lý, hàng quán gì đó nha các bác. Kinh doanh buôn bán. Khu vực dân cư đông đúc. Đất của mình là có 200m thổ cư nha. Sẵn là 200m thổ cư. Và người ta đang đưa ra cái giá là chỉ có 1.150.000 thôi. Khu vực là dân cư đông đúc này. Trên đất của mình là có một cái giếng đây. Nói chung là nhà cửa, điện nước là đầy đủ hết rồi. Đó. Đó, các bác quan tâm thì liên hệ qua cho em nhé. Đất thuộc xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Ngang 7m, chạy sâu là nở hậu. Đó, thì diện tích là 1.5 sào nha. Tính là mặt mét mặt đường bê tông ngoài này. Và chạy sâu là 1.5 sào. Đó, nở hậu. Nhà cửa, điện nước là đầy đủ. Đất của mình thì từ bên kia chạy qua bên này là nó là 7m này, chạy sâu nở hậu ra mà 1.5 sào nha các bác. Đó, phía bên nhà này là còn người khác này. Xung quanh là dân cư đông đúc, em bay flycam thì em cũng vẽ rất là rõ rồi. Đó, đường điện này. Giá là 1.150.000 nha. Có 200m thổ cư, thuộc xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Đường đi nối lại rất là thông thoáng. Quốc lộ 27 á, từ quốc lộ 27 chạy vào đây là tầm 800m nha. Khu vực dân cư, các bác nào thích hợp buôn bán hay mở đại lý gì thì cà phê hay là tiêu gì thì nó rất là phù hợp luôn. Khu vực là dân cư rất là đông. Đó, mặt tiền đường rất là rộng nha. Rồi, em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi.